Vâng, Thắng Hoàng xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì Thắng Hoàng test những cái sản phẩm cục đẩy công suất 1000W LATD thương hiệu Agasun gửi tới cho hai bác. Thì lời đầu tiên cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm, yêu mến và ủng hộ đến những cái sản phẩm của kênh Thắng Hoàng bán trong thời gian qua. Thì xin chúc tất cả các bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe và thành công. Thì ở đây thì đây có bác Hùng Anh ấy mua con vang X10 2,6 triệu. Con đẩy này là mạch class TD đời cao các bác nhá. Cái này thì âm thanh rất là hay, thì em cũng sẽ vừa mới nhạc vừa giao lưu với các bác luôn. Thì cục đẩy này thì hàng mới, đập hộp thì họ đang bán với giá khuyến mãi là 16 triệu hơn. Và chiếc đẩy này thì đã qua sử dụng nhưng mà vẫn đang còn rất là đẹp. Chất lượng con đẩy này đang sản xuất năm 2017. 2017 thì vẫn đang còn rất là mới. Nói chung là sử dụng cũng rất là an toàn các bác nhé. Sản phẩm bán ra thì đều được bảo hành trong vòng là 3 tháng. Và sau thời gian bảo hành nếu có vấn đề thì các bác có thể là liên hệ với Thắng Hoàng để nhận được tiếp tục sự hỗ trợ Thắng Hoàng nhé. Ở đây là có anh Vương. Anh Vương anh đã đặt mua chiếc đẩy của em HD1000 này. Em bán hai con thì hiện tại là đang còn một con. Hôm qua là làm video có 3 chiếc thì hôm nay thì đã bán được hai rồi. Thì còn một chiếc này thì cũng nhân đây là test hàng gửi cho các bác luôn. Và còn một chiếc đây là cũng báo thông báo với các bác luôn là nếu như các bác nào đang có nhu cầu thì liên hệ với Thắng Hoàng để đặt luôn chiếc đáy này về để sử dụng các bác nhá. Dòng đáy này thì mạch sáng, âm thanh nói chung là rất là đạt, nói chung là tốt, tiếng sáng. Dòng class TD này nó thương hiệu công nghệ đời cao cho nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Thắng Hoàng cũng là một trong những dân kỹ thuật cho nên là cũng cảm nhận được chất lượng âm thanh tốt và độ bền như thế nào để mà bán cho các bác. Thứ nhất là yên tâm cho cả người bán hàng lẫn người sử dụng chứ không phải là bán hàng linh tinh như một bán hàng thì ai cũng bán hàng thôi, cũng không muốn kể ra ai bán hàng tốt ai bán hàng xấu, thì cái đấy thì các bác tự cảm nhận thôi. Về hình thức chất lượng, về ruột gan nội thất bên trong nó có đảm bảo hay không, còn giá thành thì nó cũng phải tương ứng với chất lượng của sản phẩm thôi các bác ạ. Đấy, cũng có một số người ta bán hàng cũng chỉ có 1-2 triệu đồng thôi con đẩy, nhưng mà thực sự ra nhìn chắc là cũng hơi khó lọt vào mắt thôi các bác ạ, đúng không ạ? Ở đây anh Vương này anh cũng đã tin tưởng anh chuyển khoản hết 100% luôn. Đấy, chiếc đẩy 5,5 triệu đây, anh Vương ở phường Bưởi Tây Hồ Hà Nội. Đấy, và một bác nữa. Bán này thì chuyển cọc cho em trước là 500.000. Anh Trần Ngọc Vang này ở Phú Ninh, Quảng Nam này, không biết là trong đấy có cách ly được không, em gửi vào cũng không biết là bao giờ mới nhận được đây. Đấy, tất cả địa chỉ, thông tin, số điện thoại đầy đủ em đã ghi trên đây rồi các bác nhé. Các bác nếu như mà có thể là có dành chút thời gian, nếu mà muốn xác thực sản phẩm mình mua có đúng hay không, có bán mà có thể liên hệ với những người này luôn, kiểm tra có đúng anh đặt hàng ở bên Thắng Hoàng hay không. Hay không thì Thắng Hoàng lại cứ làm mấy cái video linh tinh với vẩn này cho các bác để câu view, đấy cũng không cần thiết lắm. Đấy, thì em cũng sẽ mở cái nhạc luôn để cho các bác cùng nghe, cùng nói chuyện ha. Vâng, tiếng em cũng chỉ mở volume có 2% thôi, chỉ 2% thôi các bác nhá. Cái này thì mở to thì điện thoại mình nó, cái dòng iPhone ấy thì nó cũng sẽ díu âm thanh lại, càng mở to thì âm thanh nó thu nó càng díu lại, cho nên nó cũng không có cái chất lượng đảm bảo được. Cho nên là chỉ cần mức độ 2% này thôi và nó đánh cũng đã to rồi. Loa CAF các bác nhá, VK10 10+, mã đời cao nhất của dòng Full 25. Đấy, giá 8 triệu đấy các bác. Các bác có nhu cầu mua những cái dòng loa hình thức chất lượng đẹp, chất lượng âm thanh tốt hay thì các bác cũng liên hệ cho em luôn. Đây, số điện thoại của em đây. Các bác có những sản phẩm nào có nhu cầu mà cần mua ở đơn vị khác cũng được, nhưng nếu cần bảo hành sửa chữa thì có thể liên hệ cho Thắng Hoàng để nhận hỗ trợ luôn về cái sửa chữa sản phẩm các bác đang dùng nếu như bị lỗi nha các bác nhá. Đấy. Đấy, các bác có thể là ngắm lại một lần nữa sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì nó được chạy nguồn xuyến cũng rất là lớn, hai kênh thôi nhưng mà công suất 1.008 ohm, 1.074 ohm, nhưng mà nó cũng sử dụng cái biến áp cũng rất là to đấy, và nó sử dụng 6 tụ, mỗi tụ là 200V đấy, tụ 200V này các bác. Thông thường cái dòng tụ 200V và 3.030 là áp nó khỏe đảm bảo các bác nhá. Đấy,
chiết áp kép này, hệ thống cái này là màn hình, đèn báo màn hình mặt trước. Linh kiện đẹp, xịn sò, cái linh kiện chất lượng thì dù có đẩy mạch gì cũng vậy thôi các bác ạ. Cái linh kiện chất lượng thì nó cũng đem lại cái độ bền và âm thanh nó cũng sẽ rõ ràng sắc nét hơn. Đấy, dòng Glass TD này thì nó công nghệ mới cho nên nó cũng có một cái rất là hay, thì tín hiệu vào bao nhiêu thì nó sẽ đẩy điện áp vào bấy nhiêu cho công suất nó hoạt động, nó không có dư thừa cho nên là điện áp nó cũng không bị lãng phí giống những cái dòng mạch đời cổ. Đấy, và âm thanh nó cũng sẽ rõ ràng hơn, sắc nét hơn, nó không bị cái tình trạng méo âm thanh cũng như là độ nóng khi mà mình sử dụng lâu ở trên những cục đẩy. Đấy, giảm thiểu được cái nhiệt độ ở trên con đẩy, nó tăng cái độ bền của sản phẩm. Còn thứ hai nữa là máy chạy rất là êm nha mọi người nha, vừa giảm thiểu được nhiệt độ này, vừa giảm thiểu được tiêu thụ điện của các bác. Đấy, có đầy đủ chế độ cho mọi người sử dụng ở phía sau đây. Thông thường thì mỗi con đẩy thì nó cũng sẽ có những cái chức năng như là mono, stair và bride, gọi là chập kênh. Đấy, chạm vặn loa, rác lưu trích đầy đủ luôn cho mọi người sử dụng. Đấy, công nghệ mới thì họ không sử dụng những cái tản nhiệt to hầm hố như những cái dòng cũ cho nên là trọng lượng nó cũng nhẹ hơn. Đấy, nhiệt độ nó cũng sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều. Và các bác ví dụ như mà thời gian chơi lâu dài và con đẩy này nó sẽ duy trì cái mức độ nhiệt độ cao nhất cho các bác là trên 50 độ. Đấy, đèn báo sẽ báo trên 50 độ, nó sẽ khoảng tầm 52, 53 độ quay lại đến 54 độ chẳng hạn như vậy. Nó sẽ duy trì mãi cái mức độ như vậy khi các bác hoạt động lâu dài, chứ nó sẽ không tăng nhiệt độ lên nữa. Đấy, tại vì cái nhiệt độ đấy là nó nhiệt độ để cho sò hoạt động tốt nhất và khai thác được cái chất lượng âm thanh tốt nhất ở con sò. Đấy, các bác cứ yên tâm mà sử dụng các bác nhá. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Thắng Hoa. Xin nhắc lại một lần nữa để mà các bác có thể là cần sự hỗ trợ tư vấn sâu hơn và đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại này cho Thắng Hoàng để nhận được sự phản hồi tốt nhất các bác nhá, nhanh nhất. Đấy, xin chào tất cả các bác ạ.